Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi. Và tất nhiên, khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơ tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình Đại dịch nấm ký sinh. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Oh my gosh. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Đại dịch nấm ký sinh. Mặc dù mình đã tìm ra được cái khối DCU rồi, ổ lộn CDU rồi các bạn, nhưng có vẻ tốc độ tiến hóa của bọn chúng đang tăng lên các bạn ơi. Bằng cách là bọn chúng sản sinh ra rất là nhiều luôn, ngoài tự nhiên á. Và mình cũng có AFK đây một lúc và coi thử coi cái khối CDU có tiêu diệt được quái vật không. Thì đó, các bạn thấy không? Những cái con đó nó lại gần đây thì một lúc là nó sẽ bị tiêu diệt rồi các bạn ạ. Wow, cái sát thương từ cái khối CDU này cực kỳ tốt luôn á. Mình thấy vậy các bạn. Thế nên là chắc mình phải ráng đi tìm thêm vài cái cục CDU nữa các bạn, mang về để dành mới được. Okay. Mấy cái con mà lúc trước mình vất vả lắm mình mới tiêu diệt được, nhưng mà nó gặp cái khối CDU thôi một xíu là nó tắt điện liền hả? Hay ghê. Và chắc bây giờ mình sẽ lượm nó lại. Ê, từ từ. Ê, cái con đó là cái con mà nó có thể tước đoạt giáp của mình đó các bạn. Đặt cái cục CDU xuống thôi các bạn ơi. Ê, nó lên rồi, nó lên rồi. Cái con này cực kỳ nguy hiểm luôn. Ê ơi. Thôi, bất ổn rồi các bạn ơi. Giọt lẹ. Chắc mình sẽ ưu tiên qua dùng băng tiếp á. Mục tiêu của mình đề ra trong ngày hôm nay thì sẽ cố gắng đi tìm cỡ hai cục nữa các bạn. Ừ, ít nhất là cũng hai cục CDU mới á, để dành cho tương lai mình mở rộng cái phạm vi mà phòng thủ của mình lên. Ê. Người ta xin con miếng ngọc lục bảo thôi, làm gì căng vậy? Ui, ở đây như cũng bị tàn phá hay sao rồi. Eo. Đọt thôi các bạn ơi. Không biết gần. Ui, nó tiến hóa dưới kìa. Eo. Bây giờ bọn chúng tiến hóa như cơm bữa vậy đó các bạn à. Liên tù tùy luôn. Ở đây nhà có ai nữa vậy? Trong này có gì không? À, cái nhà này quen. Hình như mình cũng. Ui, không quen lắm các bạn ơi. Mình có chỗ ngủ luôn nè. Ok, mình chui vô mình ngủ giấc đi. Sáng dậy đi cho nó an toàn các bạn. Ê. Nhưng mà sao mình nghe tiếng giống như quái vật ở dưới nhà luôn rồi vậy? Thiệt á. Để mình xuống dưới mình coi thử coi. Sao giống lắm các bạn ơi. Nó đâu ngoài này hay sao nè? Ừ, nó đâu đâu ngoài này cơ. Ê. Ê ghê. Trong này không có gì hết. Thôi thôi. Cái quần đùi gì vậy? Ê, con nào nó móc mình vậy? What? Ê, có con nào nó móc mình nhá các bạn ơi. À, mình bị úp sọt rồi. Ôi no. Cái quần đùi gì vậy? Đặt cục này xuống. Ok. Các ngươi xác định rồi. Trời. Cẩn thận các bạn ơi. Thì ra cái con này hồi nãy nó móc mình. Ây. Mình sẽ đứng trong khu vực có cục CDU ha. Ây da, mình còn bị mấy cái nhóc này hút mình nữa. Thôi đi mà. Đỡ, tôi bảo vệ mấy cưng đó. Còn quýnh người ta nữa. Yêu. Tính ra mình còn hơn các bạn. Mình vẫn còn sống á. Quay. Cái khối CDU này không chỉ nó giúp mình á, diệt trừ những cái nấm đâu, mà nó còn giúp mình bảo vệ tính mạng trong những tình huống cấp bách các bạn ạ. Nhưng mà khoan, con đó làm gì nó nhảy dữ vậy? Thôi anh ơi. Trời ơi, nó nhảy như chim vậy đó các bạn ơi. Không hiểu luôn. Trong khi nó không có cánh luôn á. Ở đây có cái nhà Nhật Bản gì nhìn đẹp quá nè. Nhưng mà mình phải vô khám phá lẹ nha. Tại vì bọn chúng mò tới đây nhanh lắm. Trong đây có một vài quyển sách enchant. À, còn có kim cương nữa. Mình xin. Đằng xa xa mình thấy có một pháo đài, nhưng mà có vẻ là nó đã bị bỏ hoang rồi các bạn à. Chắc chắn là do đại dịch này rồi chứ gì nữa. Vừa mới tới đây thôi mà bọn chúng đã đánh hơi ra được rồi. Đặt khối này xuống liền các bạn. Xác định các ngươi rồi.
Định làm gì? Định làm gì hả? Mẹ đất ơi. Tranh thủ tranh thủ. Nghĩa sơ qua rồi giọt thôi các bạn. Giờ chỗ nào cũng vậy, mình không có ở lâu được á. Ở lâu là cực kỳ nguy hiểm. Ê, ở trong này cũng có quái nữa. Trời, đây là ngai vàng nè. Wow, đẹp vậy. Làm bức hình ở khu vực này coi. Trời ơi. Ây da. Có thích khách. Ôi trời. Thích khách baby nữa. Eo. Flat. Chỗ này vậy mà nguy hiểm phết các bạn ơi. Thích khách tùm lum. Có thích khách ở bên ngoài nữa. Ui, ra có tầng hầm luôn hả? Ui, an toàn không vậy? Ui, sao giống như thích khách sắp đột nhập xuống đây vậy? Ê, chính xác rồi các bạn. Trời đất ơi, sao mình cảm giác ở đây? Ui, biết ngay mà. Ở đây mình sắp bị úp sọt á. Ngoan đét à. Nó đập đập gì ở phía trên kìa các bạn. Được rồi, mình phải ăn mấy cái bánh mì tăng tốc độ đánh của mình lên cái đó. Ok. Ê, rồi nó vô trong luôn rồi. Cẩn thận con này nó nổ. Ok. Vô đi. Ây da, trời nó móc mình vô, nó móc mình vô. Này thì móc. Lạnh chưa mấy nhóc? Đấy, khắc chế nó liền các bạn. Còn thích khách này. Định làm gì? Định úp sọt ta từ phía sau à? Trong này còn giấu đồ nữa các bạn. Nhưng mà thôi, chỗ này mình thấy cũng sắp không ổn rồi các bạn. Bỏ của chạy lấy người thôi. Ở đây có lối ra không vậy? Thôi, mình thấy có lỗ này nè. Mình sẽ giọt hết các bạn. Nhưng trước khi đi thì tranh thủ loot thêm được ít khoáng sản. Rồi, chuồn thôi. Yes sir. Bọn nó còn non và xanh. Cái gì trên này đông vậy? Ôi mày chui. Đó các bạn thấy không, công nhận bữa nay bọn chúng nó xuất hiện nhiều hơn so với ngày hôm qua. Rất là nhiều luôn. Mình biết ngay mà. Trời. Sau những cái giai đoạn mà im hơi lặng tiếng thì bọn chúng sẽ trở lại một cách mạnh mẽ và đông đúc hơn. Kìa. Thánh thần ơi. Thôi xong rồi. Toán rồi. Bây giờ cái hành trình đi tìm cục CDU tiếp theo của mình có vẻ là sẽ rất là vất vả đây. Ở đây cũng có làng nữa sao vậy? Ừ đúng rồi. Thôi, mình bay về hướng khác đi. Không thôi báo hại làng nữa. Hy vọng là gần đây sẽ còn vài cái chỗ nghiên cứu và có thêm CDU cho mình ha. Ở đây có mía các bạn. Lấy thêm mía. Ở gì đấy fan, gì đấy fan. Bình tĩnh. Trời ơi, mấy fan cầm cái máy cưa này nguy hiểm nha. Tinh thần ơi. Ra biển băng nó còn dữ dằn hơn nữa các bạn ơi. Không tin được luôn á. Cơ, con đó còn siêu tốc độ sao cơ. Tinh thần ơi, nó chạy như marathon vậy đó các bạn ơi. Cơ, nó nhảy nữa kìa. Oh no. Sao hôm nay ở đâu cũng là quá giật nhiễm nấm ký sinh hết vậy? Cho tôi một chút bình yên được không? Ui. What? Ở đây có công trình gì vậy? Có ống khói nữa nè các bạn ơi. Hả? Ủa? Ui, có cửa. Ê, từ. Mình phải đặt cái cục CDU đây cái đó. Mình mà ghé qua công trình gì mình phải đặt cái khối CDU này ngay lập tức ha. Ủa? Hả? Trong này có quái vật nhiễm nấm ký sinh hả? Ơi, thật các bạn, hình như đây là cái khu vực trú ẩn ở vùng băng giá các bạn ạ. Cánh cửa này ở cái phòng thí nghiệm mà lần trước mình đi qua lượm được cục CDU nữa. Trong này có thang. Wow, mỏ thang các bạn ơi. Ok, lấy luôn. Đồ miễn phí mà dạy gì mà không lấy. Bên này. Ôi, bên này là chỗ nấu đồ. Cũng xin luôn. Tất cả đều là miễn phí. Ấy, ở đây còn có cái cửa bí mật gì nữa cơ. Cầu thang bí mật gì nữa cơ. Từ từ. Mình sẽ đi ra bên này và coi thử coi. À, có lối đi bí mật à. Đập luôn. Vô thử coi như nào các bạn.
À có thể là nó dẫn xuống sâu hơn á. Ok, từ từ. Ở đây còn cánh cửa nữa, mình kiểm tra nốt. Ồ, có thức ăn dự trữ nè. Cũng ok, xô sữa nữa. Cất luôn. Bên này thì... Ê, đừng nói có mật mã gì nha. Ôi dồi, không biết là phía sau nó có hệ thống đá đỏ gì hay không nữa. Nhưng mà mình thấy nó có khá là nhiều lối đi bí mật á. Hoặc là cái ống thông gió. Mình đoán vậy. Đây. CDU. Quay ở trong này cũng có đồ nữa nè. Ê, nhưng mà mấy cái thức ăn này hình như được làm từ... những cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh đó các bạn. Wow, đã gì lượm luôn. Và thêm một cái đĩa ghi âm nữa. Mình chưa rõ ha, nhưng mà trước mắt thì mình cứ lượm đi các bạn. Còn thức ăn thì một xíu có thể là mình sẽ test thử coi coi vị của nó có ok không. Nhưng mà mình thấy có một số loại ăn thì có vẻ no, nhưng mà nó có tác dụng phụ các bạn ơi. Và chắc chắn rồi, CDU là mình phải lượm nè. Rương Ender hả? Mình có bet Rương Ender rồi đó, nên thôi mình không lượm ha. Wow, chúng ta tìm được cục CDU thứ hai rồi các bạn ơi. Yes, quá tuyệt vời. Bên đây còn một cái đường đi bí mật nữa. Vừa để mình trèo lên trên coi coi nó dẫn đi đâu quá đã. À, cái này nè, dẫn ngay cái ống khói á. Ok, ok. Rồi, coi coi. Ngay đây lại có một cái lối đi nữa nè. Ống thông gió. Thôi thử coi. Trong này có vẻ cũng khá yên bình các bạn. Không có nghe quái vật gì nó kêu la hết. Ủa, hình như có. Nhưng mà bọn chúng bị mình tiêu diệt hồi nãy hay sao rồi. Ok, trong này thì có những cái ice canister ha. Rất là ngon, để mình có thể nạp vô cái CDU á các bạn. Hết rồi. Ở đây có vẻ người ta chưa kịp xây thêm những căn phòng ha. Và thêm cầu thang nữa. Ok, mình có tới hai hướng đi lận các bạn. Mà mình sẽ đi hướng này đi cho nó dễ ha. Hướng kia mất đào lỗ thông gió ra nữa. Tiếp tục là ice canister nè. Và rất là nhiều băng xanh luôn. Ok, tiếp tục. Như vậy thì đỡ phải chế tạo khá là nhiều đây. Ngon luôn á chứ. Ê, tính ra công trình này nó còn cho nhiều cái ice canister hơn là cái công trình lần trước mình lượm được cục CDU ha. Wow. Ở đây thì sao? Tiếp tục nè. Quay. Vậy là đây là một khu vực, ví dụ mà mình không có cúp mềm mại á, thì chúng ta có thể vào đây và lượm rất là nhiều băng xanh để dự trữ hết các bạn. Rồi, và ice canister mình đã tích trữ là hơn một stack rồi nè. Wow, phải cất bớt vô trong á. Băng xanh thì mình cũng sẽ cất bớt vô trong luôn ha. Rồi, ở đây thì còn có một vài cái amethyst và một ít cái quặng than các thứ đâu ha. Hết chưa ta? Hình như, dưới này vẫn còn nữa nè. Yêu. Chỗ này người ta đào sâu phết, nhưng mà dưới này có vẻ là chưa kịp xây thêm cái gì ha. Và cái cầu thang bên kia cũng hình như là hết dẫn tới đâu rồi. Chính xác rồi các bạn. Uầy, vậy là mình đã khám phá xong được một cái khu vực, nó cho mình thêm cái cục CDU các bạn à. Cũng rất là tuyệt vời ha. Bây giờ mình đã có hai cục CDU rồi, ráng tìm thêm một cục nữa thôi các bạn ơi. Tại nếu mai mốt mình có dùng á thì mình sẽ đặt hai cục ở nhà, còn một cục mình sẽ mang theo khi mà đi khám phá, kiểu kiểu vậy ha. Trời trời, bọn chúng có vẻ cũng đang lần mò tìm cách áp sát chỗ mình đấy các bạn. Lai rai vẫn còn vài con xung quanh nhá. Thôi, bây giờ làm giấc trước tính sao các bạn. Trời, ngủ mà được ngắm cực quang nữa thì ôi rồi ôi luôn. Quá là chill các bạn à. Ok, cô đang ngủ luôn á. Trời. Ok, ngủ lại nè. Ê, trời ơi, con sương nó làm mình giật mình thức giấc các bạn à, ngay nửa đêm luôn á. Có gà mình có bị thức giấc nửa đêm không à. Nhưng thôi, coi như đây là một cái dịp để mình có thể ngồi chill một xíu, ngồi ngắm cực quang đó các bạn. Wow, cái cảnh này nhìn yên bình thiệt luôn á. Chỉ có điều đừng nhìn xuống dưới thôi, ở dưới có quái vật nhìn nắm ký sinh các bạn à. Thấy ghê lắm, nhìn trên thôi. Lãng mạn thiệt á chứ. Tầm này có một cái đốm lửa trại kế bên, có ít đồ ăn, ngồi ăn chill chill. Ê, đúng rồi, mình lấy đồ ăn hồi nãy mình lượm ra được nè. Quá trời luôn nha. Kebab, kebab cái loại này ăn có vẻ hồi ít nè. Mà nhìn nó cũng khá là ok, mình sẽ ăn thử ha. Đó, mình sẽ được nó. Hiệu ứng gì đây? À, hiệu ứng đói. Trời đất ơi, còn gì gặm tiếp được không ta? Có bát súp nè. Bát súp làm từ những cái mutated fibre này nè các bạn. Ăn cũng khá là tốt nha. Mình để ra ngoài đây xíu, có gì mình lượm ha.
Rồi, trời cũng sắp sáng rồi cơ. Vừa ngắm được cực quang, vừa ngắm được bình minh luôn á. Đây là một trong những khoảnh khắc mình thấy chill nhất từ đầu ngày tới giờ đó các bạn ơi. Nhưng mà chắc cũng sắp hết rồi, mình cần phải đi tiếp thôi các bạn. Chỗ này mình nghĩ chắc cũng sẽ còn vài chỗ tương tự cái khu vực mà mình vừa khám phá ha. Hy vọng là chúng ta có thể tìm được và kiếm thêm CDO mang về các bạn ơi, giải cứu những cái khu vực mà mình đã từng đi qua thôi. Ủa? Oh, ở đây có khu vực cổng địa ngục bị tàn phá các bạn ơi. Yêu. Ê, ấy da, cho đánh lén. Ấy da, núp sọt mình. Nghỉ chơi. Chơi mà úp sọt thì nghỉ chơi đi. Ok. Ê, nhưng mà các bạn có công nhận á, là từ lúc mình nâng cấp cái bộ giáp mình lên cái cấp độ 2, có được cái cánh cứng á các bạn, mình đã đỡ ăn hành hơn rất là nhiều không? Ví dụ á, mình mà quýnh không lợi mình cũng có thể bay lên và chuồn á, rất là tiện á. Ôi trời. Ê, mình tính vô cái con thuyền này mình khám phá nhưng mà yêu, bọn chúng xuất hiện ngay trên thuyền luôn, cho cẩn thận các bạn ạ. Mèn đếc ơi, không biết cái thuyền này hình như là thuyền Viking hay sao các bạn ạ, phong cách Viking á. Ồ, nhìn rất là đẹp. Ê, cái gì hút mình á? Ê, có con gì nó hút mình á các bạn ơi. Ê, kìa. Ê, có con pháp sư đó, nó làm phép kìa các bạn, coi nó làm phép kìa. À, mình không buông ra được, mình buông là mình sẽ lọt xuống dưới. Ê, ok. Từ. Xe đu. Đặt xuống. Rồi. Ta chấp các người tiến hóa luôn. Có cái cục này giống như là mình có cái khu vực phòng thủ tương đối an toàn các bạn ạ. Bọn chúng đang mất máu cơ, con đó cơ. Ngất xỉu liền. Sao mà chịu nổi cái lạnh từ cái cục CDU phát ra. Quá tuyệt vời. Giờ tình huống nào khó quá cứ đặt cục CDU xuống là ok các bạn. Con này nè. Chuẩn bị nè. Chuẩn bị. Đúng cô tỏi chưa? Còn chưa chạy lên mình nữa. Ê, mình có hai cục lận á, nhưng mà mình cất vô ba lô một cái à. Chắc mình phải đặt thêm một cục nữa cho chắc cú rồi mọi người. Ngay khúc đầu này đi, để yên tâm khám phá cái công trình này hơn ha. Nạp vô. Ok. Rồi, giờ thì có thể từ tốn mà khám phá được rồi. À, đây là một cái con thuyền mà người ta đi đánh bắt cá sao các bạn? Phía đằng này thì là chắc là những cái ghế ngồi ha. Và còn gì khác không? Hình như hết rồi các bạn à. Thuyền này nhìn có vẻ đẹp ha, nhưng mà hơi bé một xíu, không có nhiều room. Thôi, như vậy thì mình đành phải đi tiếp thôi ha. Chứ đây ngồi là mệt á. Bọn chúng vô đông quá là cái cục CDU không diệt kịp đâu các bạn à. Lúc đó thì nguy hiểm cho mình. Giờ mình đi đâu tiếp vậy ta? Nãy giờ mình bay ngang vùng này mà mình không có thấy cái... Ê, mình thấy được cái chỗ giống như chỗ hôm qua mình lượm được cục CDU nè. Nice. Từ, lấy cục CDU ra cái đã. Đặt xuống chính giữa, cho cẩn thận. Rồi, an tâm mà bắt đầu ha. Làm việc thôi các bạn. Ây da. Trời, sao nó xuất hiện với Mai ngay lúc này. Yêu. Trời, nó đập cửa. Quân khủng khiếp nào đập cửa vậy? Ok, ở đây có thêm một cục CDO nữa. Mình nạp cái Ice Canister vô thôi các bạn. Nhưng nó đập cửa bên kia các bạn ơi. Hên quá mình ở bên này không sợ đâu. Bình tĩnh men. Trong này tiếp tục là Ice Canister nè. Bỏ túi. À, nó còn cái đường hầm nữa. Đúng rồi, người có kinh nghiệm có khác. Nó chui vô đường hầm với mình luôn mà. Yêu. Rồi, vô đây thì mình có thể lút thêm được một ít đồ nè. Chính giữa thì có cái đĩa ghi âm cũng như là cái mặt nạ. Và rương cuối thì cũng là những món đồ tương tự thôi. Mình cũng hơi tò mò không biết cái đĩa ghi âm này nó sẽ cho mình nghe cái gì ha. Để xíu có gì mình chế tạo cái hộp nghe nhạc đó các bạn. Ừ, mình nhét cái đĩa đó vô coi thử coi có nghe được hay không á. Ây. Trời, nó nổ. Ê. Bình tĩnh đi. Trời, sơ hở là mấy con này nó áp sát liền các bạn. Nhưng mà cũng hên á là mình có tới tận hai cục CDU ha. Nên là bọn chúng cứ càng vô đây là bị hai cái cục này tiêu diệt liền ha. Ê, khoan. Từ. Ok, cơ bản ổn.
Chắc mình sẽ không mặn mòi dưới đây nữa đâu các bạn. Giọt thôi. Oh my god. Vậy là bây giờ mình đã có tổng cộng là 3 cục CDU rồi các bạn à. Yeah. Hoàn thành chỉ tiêu nha. Ê, con đó nguy hiểm, con đó nguy hiểm. Từ từ. Đặt hàng nóng xuống liền. Con nào nguy hiểm là cứ dùng hàng nóng ra hỗ trợ thôi các bạn. Úi da. Úi sao. Định làm gì? Định làm gì? Không thèm đánh luôn. Nó cũng tự ngẫm rồi các bạn à. Này thì nhờn với mình hả? Thêm một con nữa. Chưa kịp ăn mà. Ây da. Úi da nó. Ây. Nó biết lúc mà mình đang đói sao. Nó chạy lên nó càng mình liền các bạn. Ok. Giờ mình sẽ ăn tiếp một món từ những cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh rơi ra ha. Ok. Món này cũng khá ổn á. Úi trời. Ủa nó gấp mình nữa. Con phay rét này. Đỡ cái món đó ăn nó không có bị đói các bạn à. Khá ok nha. Mới mốt có thể là mình làm thêm mấy cái món ăn từ những con quái vật nhiễm nấm ký sinh ha. Ăn cho bỏ ghét các bạn à. Mấy con đó tối ngày khịa khịa mình hoài. Mình thấy chỗ này cũng khá cao và an toàn nè. Ok, chắc không con nào mò lên đây đâu ha. Mình sẽ đặt một cái bàn chế tạo xuống các bạn. Như đã nói hồi nãy, mình tính là chúng ta sẽ chế tạo một cái hộp chơi nhạc ha. Và coi thử coi những cái đĩa mà mình lượm được trong những công trình mà mình nhặt được cục CDU á là cái đĩa gì ha. Biết đâu mình lại có thông tin mới thì sao. Ừ. Và để làm ra được hộp chơi nhạc thì mình sẽ cần có một ít kim cương đó. Nên là lấy một viên kim cương ra cho vô chính giữa, gỡ xung quanh. Rồi, ok. Có được hộp chơi nhạc rồi. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu cho cái đĩa hồi nãy chúng ta nhặt được ha. Đâu rồi. Hình như nó giống nhau hết đó các bạn à. Genesis Lab Red 1. Ở đây cũng vậy nữa nè. Ok. Cho vô. Từ từ mình phải bật cái âm lượng của hộp nhạc lên cái đã. Rồi. Vậy là cái giai điệu này lúc đầu cứ tưởng là một cái đĩa nhạc có giai điệu vui tươi nha. Nhưng không. Các bạn có để ý có cái đoạn nó giống như là có cái chuông báo động vậy đó. Cảnh báo một cái gì đó các bạn ơi. Wow. Nhưng mà công nhận là giai điệu của cái đĩa này cũng hơi bị vui tươi á. Hồi nãy mình còn quẩy một lúc được á. Quay. Được á. Để đây đi. Khi nào đánh bài đại dịch chúng ta quẩy tiếp. Giờ thì phải lên đường tiếp thôi các bạn. Ừ. Và khi đã có được 3 cục CDU hả? Để mình coi coi mấy cái này hiện tại nó xài được phân nửa rồi nè. Ví dụ nó đang phân nửa thì mình có nạp vô lại được không ta? Hình như không thì phải. Vậy là bắt buộc mình phải xài hết rồi chúng ta mới nạp vô cho nó đầy lại ha. Ok. Vậy thì thôi, mình sẽ không cần nạp lại mà đi luôn cho nóng á. Yêu, ở đằng kia có ngôi làng ở trên biển kìa các bạn. Ê, cũng có vài con quái vật nhiễm nấm ký sinh xuất hiện nha. Cái này hình như mình giúp làng được á. Để mình từ xa mình nã nó trước ha. Ok, nã được nó rồi các bạn. Vậy đi. Ít ra dân làng cũng sẽ an toàn hơn á. Rồi, còn bây giờ thì chắc mình sẽ bay về cái ngôi làng mà lần trước á mình trao đổi và mình mua được những quyển sách sửa chữa các bạn ạ. Ngôi làng đó có vẻ là gần khu vực này nhất luôn rồi đó. Ơi lộn hướng này chứ. Rồi, sắp tới rồi đó các bạn. Đây, cái bệnh viện đây. Đầu tiên là mình sẽ ghé qua cái bệnh viện này trước. Tại vì bệnh viện này rất là sát làng luôn các bạn ạ. Alright. Ôi trời, đó. Trời đất ơi, chưa gì bọn chúng xuất hiện thôi. Ây da, mình còn chưa kịp set up cục DSU nữa. Ủa CDU nữa. Ây da. Trời ơi. Cái gì mà kịch độc ghê vậy. Eo. Rồi quẩy nó đi. Cái quần khốn kiếp. Ok. Cục này sẽ có nhiệm vụ là diệt trừ nấm ở tầng thượng á. Mình sẽ đi xuống dưới thấp xíu nữa để mình diệt trừ nấm ở cái phần tầng trệt các bạn. Đặt một cục ở ngay trung tâm luôn. Úi da, trời ơi. What the hell? Nó mất máu khủng khiếp luôn á. Rồi ok, đặt ngay chính giữa. Chịu trận đi. Cái bọn khủng khiếp kia. Sao mà chịu nổi. Rồi, việc còn lại của mình đó chính là chờ đợi cho những cây nấm này bị cục CDU của mình á nó trừ khử thôi các bạn ơi. Mình nghĩ chắc cũng sẽ nhanh thôi á.
Đó, chưa gì cái cây nấm ở ngay ngoài sân này nó sắp hẹo rồi cả. Trên sân thượng thì sao? Ồ, sân thượng có vẻ còn cái góc này chưa được dọn sạch các bạn ơi. Chưa dọn sạch chứ vậy. Bổ sung thêm một cái cục CDO khác. Ngon lành ngay. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua đây mình check thử cái ha. Coi thử coi nấm nó diệt tới đâu rồi. Ui, có góc này chưa diệt sạch nè. Đặt xuống đi. Ví dụ mà trên này nó không diệt được thì ở dưới chắc chắn là chưa diệt được đó các bạn ơi. Bay lên trên coi thử trên này thì đó, sạch sẽ rồi hết các bạn. Đã thiệt, đã thiệt. Rồi, giờ là mình ra dáng cái người đẩy lùi đại dịch nấm ký sinh hơn rồi đó. What? What the hell? Ê, ê, có một vài con nó vô làng rồi các bạn ơi. Không hay rồi. Từ từ, mình phải lấy đồ nghề lại. Chúng ta phải bảo vệ làng thôi. Làng yên tâm, tôi xuống tôi giải cứu làng đây. Ok, đặt đây trước cục các bạn. Rồi, con nào lại gần là nó sẽ xác định với mình liền. Ê, ê, con này chơi chạy nhanh vậy fan. Ây da, trời ơi, nó đánh cái bốc cháy luôn mà. Yêu. Còn tên này nữa. Thích cái gì? Thích thì bá vô đây. Ok, có vẻ tạm thời ổn rồi đó các bạn. Tại ngôi làng này cũng đã giúp đỡ mình trong việc có được sách sửa chữa, nên là mình cũng sẽ gắn đây và giúp đỡ làng lại ha. Có qua có lại chứ. Rồi rồi, cố thủ hướng này thôi. Hướng này có vẻ là nhiều quá vật nhiễm nấm ký sinh chạy lên nhất nè các bạn. Ủa, con Ferret nó bắn à. Này thì bắn. Một con nào nữa. Thích thì bước vô đây. Đi chùm hả? Đi chùm lại đây làm gì? Nhắm chạy lại đây được không? Gục ngã liền. Ở trung tâm làng thì mình nghĩ sẽ không có con nào vô được đâu. Ừ, chính xác là vậy các bạn. Chỉ có hướng gần bệnh viện là có xuất hiện quái vật nhiễm nấm ký sinh thôi. Biết sao? Ok, có bọn chúng coi. Ui ui. Ê, như bọn chúng đổi hướng các bạn ơi, bọn chúng qua bên kia rồi. Ây da, bọn này khôn lỏi thiệt. Bọn chúng thấy hướng này khó quá là cái bọn chúng đổi hướng liền các bạn ơi. Eo no. Đặt đây thêm cục nữa. Xác định bọn chúng liền. Ây da. Ê ê ê. Ui sao? Tính lại đây hả cưng? Chỗ chỗ con kia nhảy kìa. Nhảy nhảy. Ừ nhảy đi. Nhảy đi. Đứng dậy mà nhảy nữa đi. Ơ ơ ơ, con lửa dài. Này thì lửa dài. Cũng bị mình quét sạch thôi. Bữa nay Lộc đã ở một cái cương vị khác rồi các bạn à. Ở cương vị người đẩy lùi đại dịch rồi. Hết phải chống chùi chống nhủi rồi các bạn. À không, lâu lâu cũng trốn nha. Nhưng mà đa số là mình đã có thể phản kháng lại được bọn chúng rồi ha. Mà không biết sau này bọn chúng có tăng tiến sức mạnh thêm một cái cấp nữa hay không thôi. Tại hiện tại thì mình vẫn có thể one shot được một vài con á. Nhưng mà tới lúc cây Saber mình không thể one shot nữa thì... Ê! Ôi no! Bây giờ mình vừa thu chọn đồ nghề luôn. No. Cẩn thận. Ui, ui, có một vài con nó tràn vô làng rồi. Ui dồi. Không ổn rồi đó. Chắc mình phải giọt thôi các bạn ơi. Ây da. À, gãy sớm là ăn hành các bạn ơi. Ôi không. Ui. Không ổn rồi. Chỗ này không có cái ổ dịch đó. Nên là tốt nhất chúng ta đừng có nên ở lâu các bạn ơi. Ở lâu thì từ từ tự khắc sẽ hình thành ổ dịch thôi. Nè. Ui cơ. Eo ơi. Thiệt các bạn ơi. Mình mà không nhanh chóng rời khỏi đây chắc là sẽ sớm thôi. Khu vực này sẽ hình thành một cái ổ dịch cho mà xem. Trời ơi, bọn chúng xài cái vật tổ quá trời cơ. Ý vui. Đó đó, mình cảm giác là bọn chúng bắt đầu sắp tiến hóa mạnh hơn rồi đó các bạn. Hết xi nhê rồi nè. Ủa sao cục CDU không ăn thua chân vậy? What the heck. Ê ui. Khó chịu vậy. Được rồi, đủ rồi, quá đủ rồi. Chắc tới lúc để mình ha, đi về rồi các bạn ạ. Vẫn còn nhiều khu vực mà mình cần phải ha, đẩy lùi đại dịch lắm. Tạm biệt ngôi làng và hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Chờ đó, đó tới chưa. Càng ở lâu là càng báo làng thôi. Lại đây, đừng có vô làng của tôi. Ây da, trời ơi. Cái con lửa dài kia nữa. Đúng rồi, ra đây. Mình dụ nó ra xa làng nhất có thể các bạn ơi. Đây là cách cuối cùng mình có thể giúp làng được rồi đó. Trời, bọn chúng dồn đau mình cơ. Ra ngoài thì mình cũng dễ hành xử hơn. Ok, nạp lại cái ice canister cho cái cục CDU cái đó.
Nãy giờ nó hết hàng gì? Bọn chúng sẽ lập tức ùa vô cái ngôi làng liền. Ây da, ui, nó hút nút mình. À, cái con pháp sư đó. Người có ngon thì người lại đây. Đừng có ở đó mà hả, hút hút ta. Rồi chỗ nó làm phép nó hút mình kìa các bạn. Ây vui. Không khéo là mình đi thiệt đó. Ok, chạy lại cục CDO của mình mà thủ thôi. Ở đây là an toàn nhất các bạn ạ. Rồi, ăn vô vài ổ bánh mì cái. Yêu. Oh my gosh. Cái gì? Ê, gần cái chỗ ổ dịch đầu tiên mà mình phát hiện đã có một cái ổ dịch khác rồi các bạn ạ. Hình như mình đã bỏ sót khu vực này thì phải. Ok, đặt cục CDO xuống và nhờ nó làm việc thôi. Đó đó, bắt đầu đẩy lùi được những cây nấm rồi đó các bạn. Yêu. Hên là mình trở về mình phát hiện được đó. Thôi, để tăng cái phạm vi hoạt động hơn thì mình sẽ đặt thêm ở rìa thêm một cục nè. Còn đúng không? Ok, còn năng lượng. Và ở phía góc này thêm một cục nữa đi. Tôi chắc các bạn. Rồi ok, ba cục ở ba góc thì cái phạm vi hoạt động ta nói là bự nhất có thể luôn rồi đó. Đấy, chỉ với chốc lát thôi các bạn coi nè. Nguyên một cái khu vực tương đối to đã được dọn dẹp sạch sẽ luôn. Ê, cái cục này cũng nguy hiểm nha. Chắc mình cũng sẽ đập nó luôn đi các bạn. Phòng trừ hậu quả về sau á. Vừa đầu mình thấy cái tòa tháp canh bên kia cũng có quá trời nấm ký sinh cơ. Mình cũng sẽ qua đó và đặt cái cục CDO xuống một tí ha. Cho nó tiêu diệt hết mấy cây nấm luôn đi. Ôi ôi trời trời trời, nó nổ. Okay, đặt cục CDO xuống. Kinh thì chứ. Tính ra lúc trước mình bỏ xứ là đúng rồi các bạn ạ. Chứ không thôi là ít hôm nữa bên này nó thêm cái ổ dịch. Tôi không biết sao sống nổi ở giai đoạn đầu tiên luôn á. Yêu. Ý là bây giờ mình đã mạnh hơn rồi nhưng mà đôi lúc vẫn bị úp sọt, thấu đều hay muốn sắp mặt các bạn. Cái con này nó loi loi mình hoài. Này thì lôi nè, một mạng nha cưng. Hết lôi luôn. Trên nóc thì vẫn còn lai rai ha. Nè, led mau các thứ rồi nè. Nên là mình lên nóc mình đặt thêm một chút nữa các bạn. Đó, bên kia sau khi hai cục CDO hoạt động tối đa công suất thì đất đai các thứ đã trở lại bình thường rồi hết các bạn. À, ngon lành ngay. Và tiếp theo mình tính là dọn nguyên một cái ổ dịch bự chà bá lửa đó, coi coi có ok hay không á. Tại vì dù sao đó cũng là một trong những khu vực đầu tiên mà mình sinh sống á. Bay thẳng qua bên kia thôi các bạn ơi. Mặc dù mình biết nó sẽ rất là nguy hiểm đó nhưng mà vẫn phải làm liều thôi á. Ui dồi, trời trời, nó xuất hiện ngay trên nóc của cái kén luôn kìa. Rồi, đặt liền một cục ngay chính giữa cho nó cẩn thận. Tới số các ngươi rồi. Bắt đầu sợ. Bắt đầu biết sợ đi là vừa. Cái này còn nhiều năng lượng không ta? Ui nó còn 200 mấy rồi các bạn ơi. Sắp hết rồi, xíu mình phải chăm thêm á. Và cái tầm hoạt động các bạn cũng thấy kìa. Đó, từ trên này mà nó hoạt động dài xuống phía dưới luôn. Quá là tuyệt vời. Ok, vừa hết là mình sẽ nạp vô liền ha. Kèm theo đó mình sẽ chui vô trong này, lắp thêm hai cục nữa ở hai góc đó các bạn. Góc này với góc xéo ở bên kia. Mình nghĩ như vậy là ok nhất rồi đó. Ba cái hoạt động liên tục thì ta nói tốc độ gọi là siêu nhanh luôn các bạn. Bọn quái vật nấm ký sinh này phải trả giá thôi các bạn ơi. Ui mình nghe tiếng con gì ở ngoài vậy? Ê, chui 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 chui. Nghe tiếng con này các bạn ơi. Ui, nó đang kêu la vì bị cái cục CDO là mất máu á. Ui 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 sao kinh thế nhè. Cay rồi chứ gì. Cái này phải ngắm từ xa các bạn ơi mới đã. Đây, bay lên trên cao ha. Đó, các bạn coi kìa. Úi xa. Này thì đại dịch nấm ký sinh hả? Đẩy lùi nó coi coi. Nhìn thích mắt ghê luôn các bạn ơi. Wow. Và cuối cùng mình gần như là đã dọn xong được cái khu vực ổ dịch này rồi các bạn ơi. Nhìn nó từ trên cao coi. Úi xài, bọn chúng đã không còn chỗ dung thân nữa rồi. Rụi hết trơn luôn các bạn ơi. Đã ghê. Rồi bây giờ thì mình phải thu gom đồ đạc lại thôi, để mình còn qua khu vực tiếp theo và tiếp tục dọn những cái ổ dịch khác nữa. Còn bên kia với bên kia nữa. Qua đây, đặt cục CDO xuống nè. Rồi bên kia tìm cái nữa ha. Mấy cái chỗ không quá bự á thì chỉ với một cái thôi là chúng ta có thể clear tương đối ok rồi ha. Ui ui ui.
Ê. Trời, con đó nó định làm xăng làm bậy gì vậy? Và mất thời gian không lâu thì chúng ta đã gần như clear xong hai bên này rồi ha. Quá là đã luôn các bạn ơi. Tiếc thiệt luôn á, nếu mà lúc đầu mình mà tìm được cục CDU sớm như vậy á thì chắc là chúng ta không có mất cái căn cứ cũ rồi. Nhưng đó là nếu thôi các bạn. Nếu mà không nhờ cái cú sốc đó thì chắc mình cũng không có chạy trốn và trở nên mạnh hơn giống như bây giờ đâu. Nói chung cái gì cũng có cái giá của nó ha. Sau khi chỗ này đã sạch sẽ hết trơn rồi ha, thì chúng ta đã có thể dọn dẹp đồ và lượn vài vòng trước khi mà mình tiếp tục đi tìm một nơi khác để định cư thôi các bạn à. Lần này mình định cư chắc chắn là mình sẽ không dễ dàng để cho bọn chúng thâm chiếm căn cứ của mình đâu. Các bạn cứ yên tâm. Ui trời 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 trời. Ui dồi. Rồi cái xuất hiện cái con Usaber vậy nè. Ê, con này bình thường là nó phải tiến hóa đó mà bữa nay nó xuất hiện ngay lập tức luôn kìa. Eo ơi, bay qua đây coi. Trời ơi, coi các bạn coi kìa. Đây là cái chỗ căn cứ đầu tiên mà mình ở các bạn ơi. Giờ là nhìn không ra luôn rồi đó. Bệnh viện đầu tiên mà mình gặp đó nè. Eo, quá là nhiều khu vực. Về đây thấy kỷ niệm ùa về, nhưng mà kỷ niệm đáng sợ các bạn ơi. Và các bạn có muốn mình clear luôn cái ổ dịch ở phía sau lưng mình cũng như là cái bệnh viện này hay không, hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Nhưng mà nói chung hôm nay mình rất là hên luôn á các bạn ạ. Bởi vì mình đã sưu tập thêm được hai cái CDO khác và nâng tổng số CDO mình có là 3 cái, giúp cho khả năng chống lại đại dịch của mình trong tương lai sẽ tăng lên khá là nhiều đây. Hy vọng là mình có thể tìm thêm được nhiều công cụ hỗ trợ đắc lực khác ở những giai đoạn tiếp theo ha. Nhưng mà hình như mình đang ở một khu vực nguy hiểm hay sao á. Mình bị dính hiệu ứng điện điện khùn khùn nè. Vậy là sắp có biến các bạn ơi. Nhưng mà thôi chắc không sao đâu giờ. Rồi và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Laproot hay là Unit Toilet thì có thể ghé hội shop của Lộc, link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình đẩy lùi đại dịch nấm ký sinh này. Bye bye.